Này là siêu phẩm 7 ngày này. Nâng mũi cấu trúc và nâng cung mày. Chị soi gương lại một lần nữa đi chị. Chị thấy như thế nào? Thấy mình lạ Là không? Chị thích không ạ? rất kinh Cái mũi nâng cao lên nhưng mà rất là tự nhiên ha, nó vẫn có độ lượn tự nhiên nè, mới 7 ngày thôi nhưng mà cái dáng mũi rất là đẹp. Và chị có thấy là mình trẻ hơn không? Trước phẫu thuật là cái mũi nó thấp, xong rồi cái da nó bị hơi bị trùng một chút đó chị. Chị nhớ không? nhớ Đó. chị về nhà ai cũng khen ấy là Chưa gương tháo mặt đẹp chị mà mọi người gọn cũng lại khen hả chị? á. Nói nha, cái dáng mũi đẹp với gương mặt chị gọn lại á. Chị có muốn xem lại cái hình trước phẫu thuật của chị không? Xem lại cái hình ảnh trước phẫu thuật ha. Xem nó có sự khác nhau thế nào. Chị thấy mắt nó thấy nó như thấy mắt mình nó đẹp ra Cái phần mà nếp nhăn á nó cũng được khắc phục ha. Này mọi người, ha. đây là cái hình trước phẫu thuật đây ha. Trước phẫu thuật thì mũi của chị thấp này, cái đầu mũi nó hơi ngắn và cái phần mắt á, cái da trùng rất là nhiều, cho nên là bác sĩ đã tư vấn là mình nâng cung mày để mình khắc phục cái phần da trùng đó. Đồng thời là mình nâng cấu mũi cấu trúc, nâng với độ cao rất là tự nhiên ha. Và đây là kết quả sau 7 ngày. Quá trời xuất sắc luôn. Nè chị nhìn lại hình trước phẫu thuật của chị này. Đó. Thấy không? Thấy mình trẻ hơn nhiều không? Thấy giờ thấy thẳng ra với gặp nó gọn rồi. Dạ đúng rồi, gương mặt gọn hơn rất là nhiều. Chờ tới ngày cắt chỉ thôi. Chị thấy dịch vụ ở trung tâm như thế nào ạ? Tốt, mấy em như là chăm sóc chu đáo với dễ thương, ai cũng nhiệt tình. Lúc làm chị có đau gì không? Không cần không đâu. Vậy ha. Ai mà xem được clip này chắc sẽ có rất là nhiều động lực đi làm mũi. Tại Chị vì cũng biết luôn á. Bác sĩ chích thuốc tê mà chị không hay luôn. nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng hơn mình nghĩ đúng không Lấy ạ? lỗ tai mà chị tưởng là chị chưa chị không biết chừng nào mà thấy dán măng gạt lại rồi chị mới mới biết luôn á, chị không hay thiệt á. Không hay thiệt luôn. Chị thấy là rút rồi không biết. Nó Rồi. đau. Về làm xong rồi về rồi à. Lỗ mũi chị tới giờ cũng không thấy đau. Có Không cái đau lỗ gì. tai mình thì nó ê ê mình đụng nó hơi nhóm xuống rồi thôi, không có đau. Cảm ơn chị nhiều.